Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món xôi sắn mỡ hành mình vừa mới làm xong đây. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng các bạn. Và làm sao để chúng ta làm được cái món này? Phần sắn và phần xôi nó quyện lại với nhau và cái phần hành phi nó thơm phức luôn. Và mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món xôi sắn mỡ hành các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 300 g gạo nếp, 300 g sắn. Sắn này thì các bạn sẽ lựa chọn cái phần sắn bở. Sau khi mà các bạn gọt vỏ xong thì các bạn sẽ ngâm vào cái tô nước muối loãng như thế này để phần sắn nó trắng và nó ra được hết cái phần nhựa chát, nhựa đắng các bạn nhé. Ở đây các bạn sẽ chuẩn bị thêm đó là 300 g thịt ba chỉ. Cái phần đầu ba chỉ thì nó sẽ có những cái mỡ nhiều như thế này này, để chúng ta làm cái phần top. Và hành lá. Hành lá này thì các bạn sẽ chuẩn bị nhiều một chút nhé. Sắn này thì các bạn sẽ tách đôi nhé. Ở đây nó có sẵn cái phần tách rồi, cho nên là mình sẽ tách luôn. Đây. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ đi cái phần xơ ở giữa. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt thành những cái miếng. Đây, nó có cái kích thước từ 1 đến 1,5 cm như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ bổ chéo theo cái chiều hình thành hình tam giác miếng như thế này. Và sau khi mà các bạn thái xong như vậy thì các bạn sẽ ngâm luôn vào cái tô nước muối mà chúng ta chuẩn bị trước. Các bạn sẽ ngâm thêm 30 phút để cho nó ra hết cái phần nhựa chát ở trong này đi nhé. Phần hành lá các bạn sẽ cắt riêng phần đầu hành để thái thật nhỏ. Còn cái phần lá hành như thế này thì các bạn sẽ thái vừa phải những cái khúc nó từ 1 cm như thế này. Thái đều tay. Thịt các bạn sẽ lọc bỏ phần bì, thái miếng vuông. Chuẩn bị một cái nồi nước để chúng ta trần sơ qua cái phần sắn các bạn nhé. Sẽ luộc qua cho mình để cho nó ra hết được cái phần nhựa chát và đắng ở trong cái sắn này đi. Và khi mà luộc như vậy thì các bạn sẽ thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối, luộc trong khoảng thời gian là
4 đến 5 phút các bạn nhé, tùy lượng sắn các bạn dùng nhiều hay ít. Sau khi mà các bạn đã luộc sơ được 4 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ vớt ra một cái rổ và ngâm luôn với nước lạnh để cái phần khoai, phần sắn hay còn gọi là khoai mì nó không có bị bở ra nha. Khi các bạn đã lấy được hết cái phần mỡ rồi, còn lại cái phần tóp rất là ngon và hấp dẫn như thế này, thì các bạn sẽ vớt riêng cái phần tóp và để riêng phần mỡ để chúng ta đi làm phần mỡ hành các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị phần xôi nhé. Ở đây sau khi mà cái phần sắn các bạn đã trần sơ qua được như thế này rồi, thì bây giờ các bạn sẽ vớt ra và cho luôn cùng vào với phần nếp. Thêm nữa đó là các bạn sẽ thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê muối, 1 thìa dầu ăn. Bạn sắp đều. Bạn sắp đều như vậy để cái phần muối nó quyện với cả phần nếp và phần sắn. Sau khi mà các bạn đã trộn xong như vậy rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái sừng hấp nhé. Khi các bạn thấy nó bắt đầu lên nhiều hơi như vậy rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nếp và sắn vào nhé. Các bạn sẽ tạo một cái phần lỗ thoáng ở giữa như thế này và hấp sôi trong khoảng thời gian là 25 phút. Khi mà các bạn thấy nó có nhiều cái phần hơi nước ở phía trên mặt vuông như thế này thì các bạn sẽ mở ra nhé, sau đó đổ cái phần hơi nước đó đi hoặc là dùng cái khăn để phủ lên cái phần trên của cái nắp xôi như thế này thì các bạn sẽ không cần phải làm cái thao tác đó. Bây giờ thì sau khi mà các bạn đã vớt hết từ cái phần top ra rồi thì các bạn sẽ cho cái phần đầu hành vào để phi thơm nhé. Khi mà các bạn cho phần đầu hành vào, các bạn phi thơm thật là thơm, các bạn thấy nó dậy hết được cái mùi thơm từ hành rồi thì các bạn sẽ thêm vào đây cho mình hành lá nha. Các bạn sẽ nêm gia vị một chút xíu mắm, 3 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Đều lên nha. Đó, sau đó thì tắt bếp luôn. Ở đây sau khi mà các bạn đã hấp cho mình được, ở đây là hấp được 25 phút rồi, thì bây giờ các bạn sẽ mở cái phần vung này ra nha. Đó. Này các bạn sẽ đảo lên một chút thì các bạn sẽ thấy là cái phần sắn nó rất là bở quyện với cả cái phần xôi như thế này. Mà
món xôi này ăn với mỡ hành thì ngon tuyệt luôn các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ thêm cái phần mỡ hành mà chúng ta đã chuẩn bị ban đầu vào nha. Thêm với cái phần mỡ này là ngon lắm luôn các bạn. Một vài miếng tóp lên phía trên nha. Nếu thích thì các bạn có thể thêm phần hành khô rắc lên phía trên như thế này. Rất là ngon đúng không quý vị và các bạn? Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.